Hello cả nhà hello, welcome back Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn quý vị ủng hộ channel rất là nhiều. Mời quý vị nghe tin tức buổi sáng. Nhà thì bao giờ cũng thấy vui vẻ, không có nơi nào bằng nhà của mình hết chị Thu Nga. Đúng như vậy, home sweet home, welcome back Quang Hưng đi thì trời mưa, Quang Hưng về cũng trời mưa đó Quang Hưng ơi. Và lục lộ thì sáng hôm nay người ta cũng cảnh cáo như thế. Và xin kính chào quý khán giả, chào đàn hoa của mình và Quang Hưng. Ngày hôm nay lên cao là 88 độ và mưa, xác suất mưa khá cao đó là 53%. Kèm theo đó là storm rồi có thể là có sấm sét. Và buổi tối là 73 độ và xác suất mưa buổi tối là 43%. Thì cũng có gọi là gather thunderstorm, đó là mưa gió cả ngày. Ngày mai thứ ba 91, 74, mưa chỉ còn có 20% thì hy vọng là không có. Ngày thứ tư là 88, 72, mưa cũng chỉ còn có 18%. À, trong những ngày kế tiếp thì ngày nào cũng thấy là trời có nhiều mây mù hơn là nó ấm. Và buổi sáng xuống mưa cũng từ 15 cho tới 19%. Vậy nó còn mưa hay không? Và trong cái ngày đầu tháng, đầu tuần như thế này đang khoan. Dạ vâng, Houston thì cái tuần này thì sẽ là một cái tuần mà thời tiết sẽ có nắng xuất hiện nhiều hơn và có thể là cũng sẽ nóng hơn khi mà cái tháng 6 đã về rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì theo những cái nhà dự báo thì họ nói là Houston có thể vẫn có mưa, 55% cơ hội mưa, nhưng mà cái thời gian mưa thì nó chỉ có khoảng chắc là khoảng từ 9 cho tới 10 giờ ngày hôm nay thôi. Nhưng mà sau đó thì sẽ có nắng xuất hiện trở lại và Houston thì ngày hôm nay sẽ là lên cao 92, về đây là 78. Trong qua ngày mai thứ ba kéo dài cho đến cuối tuần này thì Houston đều khá là nóng, 95, 96, 97 là ba con số xuất hiện gần như trong tuần lễ này. Và về đêm cũng là 79, 80 rồi, có nắng xuất hiện nhiều hơn, chúng ta không có mưa. Hy vọng là những cái ngày nắng nóng như vậy thì sẽ xuất hiện một vài ngày có mưa xen kẽ để mà thời tiết nó dịu mát hơn. Nhưng mà ít nhất là trong khoảng 7 ngày, tức là trong cái tuần lễ này qua đến tuần lễ sau, Houston đều sẽ là những ngày nắng nóng. Thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, sáng nay tại Houston, Conico dành bản tin đầu tiên nói về các cửa hàng ăn uống mới ở khu vực sân bay Hobby. Nó giúp cho thành phố tăng doanh thu, nhưng mà đồng thời cũng đi kèm với những tranh cãi liên quan đến vấn đề đấu thầu để những công ty có thể xây dựng này. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang nói về các ngôi trường công giáo ở tiểu bang Texas, thì ở Texas các ngôi trường công giáo thường nó làm mờ đi ranh giới giữa những ngôi trường công lập và những ngôi trường công giáo công cộng. Một số trường đã cung cấp các chương trình tôn giáo trước và sau giờ học, trong khi những ngôi trường khác thì cho các em ra khỏi khuôn viên của trường để giảng dạy vấn đề tôn giáo trong ngày học. Những cái việc này đã làm dấy lên những mối lo ngại về việc các em học sinh bị ép buộc tham gia vào các hoạt động tôn giáo, cũng như việc sử dụng tiền thuế để hỗ trợ cho các trường tôn giáo. Bên phải tờ báo là phần tin cho biết là Sở Cảnh sát Houston đã chấp nhận một cái kỹ thuật quét biển số xe nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác tại Hoa Kỳ, khai triển hơn 3.800 các loại camera để theo dõi những chiếc xe và các hoạt động tội phạm tiềm năng. Quyền cảnh sát trưởng Larry Sadoway nhấn mạnh tính hiệu quả của các loại camera này trong việc hỗ trợ điều tra và giải quyết tội phạm ở Houston. Nhưng mà các giới chức thực thi pháp luật bên cạnh vấn đề ca ngợi về kỹ thuật để giúp giải quyết vấn đề tội phạm, họ cũng đã nêu ra cái mối quan tâm bởi các nhóm dân quyền liên
Total. Thì đây là một trong những câu chuyện để dạy cho các em lớp 3 thay vì là các em lớp 5. Đó là các giáo chức cao cấp của tập đoàn Texas cho biết như thế. Bản tin phía dưới cho hay là những cái trận mưa bão đã đổ xuống các khu vực tại miền Trung của Hoa Kỳ trong những cái thời gian gần đây. Vào tuần lễ vừa qua không thôi thì những cái cục đá nó cứng toàn vào thành phố Lubbock, rồi những cái trận mưa đá khác lớn bằng cái quả banh baseball đã gây thiệt hại khá nặng tại tiểu bang Colorado. Những cái trận mưa bão này lớn khoảng bằng cái trận banh golf cũng đã xảy ra tại khu vực Denver, là một cái nơi có tới cả 1 triệu người sống trong cái khu vực này. Và đây là một cái trận mưa bão được xem là đứng hàng thứ tư trong cái khu vực này, ít nhất là gây thiệt hại cho 1 tỷ Mỹ Kim kể từ năm 1917. Đó là những bản tin được đăng trên trắng nhất trên tờ Đà Nẵng Điện Sáng ngày hôm nay, Đăng Khoa. Vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý khán giả, là tờ Houston Chronicle ngày hôm nay thì cũng cho biết là các cái nhà mà lãnh đạo của an toàn công cộng thành phố Houston tiếp tục phàn nàn về những gì là họ cho liên quan đến thiếu hụt nhân sự. Sở cảnh sát đã phải dựa vào kỹ nghệ quét cái biển số nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác trong Hoa Kỳ. Quyền cảnh sát trưởng Larry Satterwhite cho biết trong một cái phiên điều trần gần đây. Thì Houston hiện đang dẫn đầu với hơn 3.800 cái camera đọc cái biển số xe. Và đây là một cái kỹ nghệ hứa hẹn cho thấy trong việc giúp các nhà điều tra đóng lại cái vụ án một cách dễ dàng hơn. Quyền cảnh sát trưởng Larry Satterwhite cho biết chi tiết hơn cho cái cuộc điều trần về ngân sách năm 2025 của Sở Cảnh sát. Ông nói thêm rằng là nó giúp ích rất là nhiều. Các cái camera theo dõi biển số xe và thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật liệu là các cái biển số xe này nó có liên quan đến các cái vấn đề tội phạm hay không. Mặc dù là các cái chuyên gia thực thi pháp luật ở Houston và những nơi khác đã ca ngợi cái kỹ nghệ này vì giúp các nhà điều tra giải quyết tội phạm nhanh hơn và hiệu quả hơn, nhưng mà đương nhiên nó không phải không có những cái tranh cãi, bởi vì một số nhóm nhân quyền thì họ bày tỏ cái lo lắng về việc là cái kỹ nghệ này nó lưu trữ dữ liệu xâm phạm cái quyền riêng tư của mọi người. Các cái chuyên gia thực thi pháp luật trên toàn của Harris đã ca ngợi hứa hẹn với cái điều đó là những camera này đó có tạo cái sự khác biệt trong cái vấn đề giải quyết tội phạm. Các cái camera giúp cho các nhà điều tra họ giải quyết một số các cái vụ xả súng trong cuộc Houston những tháng gần đây, bao gồm cả cái vụ xả súng liên quan đến rapper BTB Saras. Những cái ngày được bắt tội phạm theo một cách cũ kỹ đã qua rồi và chúng tôi không còn phải theo con đường đó nữa. Trung úy Santos là một phó cảnh sát trưởng nói cho mỗi cuộc phỏng vấn sau khi mà cái ban quản lý của khu vực East Addis đã thông báo về cái kế hoạch chi 1 triệu Mỹ Kim cho 60 camera. Nếu chúng ta có thể sử dụng cái kỹ nghệ vì lợi ích của mình thì hãy làm điều đó. Không phải tất cả các kỹ nghệ đều hữu ích, và việc xác định cái nào hoạt động và không hoạt động sẽ cần thử nghiệm và đưa ra cái quyết định cuối cùng. Ông Charles Glantz là chủ tịch của Viện Cải cách Đô thị, một cái tổ chức trung tâm theo chủ nghĩa tự do thị trường chuyên giải quyết các vấn đề này. Ông cũng đã nói rằng là thị trưởng John Whitmire cũng cho biết rằng những chương trình mà Spotter của thành phố liên quan đến cái kỹ nghệ phát hiện tiếng súng không hiệu quả, nói rằng sự tập trung với kỹ nghệ mới nên là các thử nghiệm quy mô nhỏ và sẵn sàng đánh giá về hiệu quả của nó trước khi mà có thể đưa vào sử dụng một cách rộng rãi đối với công chúng. Và thị trưởng John Whitmire cũng cho biết rằng là chúng ta phải tìm kiếm những cái cách thông minh hơn, tốt hơn, và đương nhiên cái điều quan trọng đó là có thể tiết kiệm chi phí để mà chống lại cái vấn đề tội phạm. Và cái lấy ví dụ như là một cái kỹ nghệ khác, đó là cái kỹ nghệ mà nhận diện khuôn mặt đó, thì nó cũng đã gây ra tranh cãi, bởi vì đôi khi có những cái sự nhận diện sai sót và nó đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống của những người mà họ bị ghép cho cái việc phạm tội không đúng. Savanath Kumar là luật sư của Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ tại Texas trước đây đã nói với tờ Houston Chronicle rằng là các camera đọc biển số xe đã gây lo ngại về quyền riêng tư, và ông kêu gọi là mọi người nên thận trọng với cái việc mà khai triển hoặc là mở rộng hệ thống đọc biển số xe và xem xét thời gian dữ liệu được lưu trữ và
nơi nó được chia sẻ bởi cơ quan thực thi pháp luật. Các nhà lãnh đạo sở cảnh sát thành phố Houston trong nhiều tháng nói rằng họ muốn có thêm khoảng 2.000 sĩ quan để mà có thể cải thiện cái thời gian phản ứng và tăng khả năng điều tra của họ. Quyền cảnh sát trưởng Santa Wise đã nói với các thành viên Ủy ban Ngân sách thành phố rằng là sở cảnh sát đã giảm 300 sĩ quan so với 25 năm trước, và nó giảm từ gần 5.500 sĩ quan vào năm 1998 xuống còn chưa đến 5.200 vào tháng trước. Và những cái người nhân viên dân sự của sở cũng đã bị giảm một nửa trong cùng thời gian, từ 1.900 người vào năm 1998 bây giờ xuống còn chỉ còn có 878 hiện nay mà thôi. Hơn 90% ngân sách của sở cảnh sát á, được dành cho nhân sự, với chỉ khoảng 9% cho mọi thứ khác. Xin quay trở lại với cô Thu Nga. Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, The Forward Zoo đã cho thấy một cái khu mới tên gọi là Exploration and Learning Center trong tuần qua. Chỉ vài ngày trước khi mà bắt đầu cho mùa gọi là Summer Zoo Camp, nhiều hình ảnh những con thú vật kể cả sư tử và cá sấu nước mở, và nhiều hình ảnh ngoạn mục của những thú vật khác. Một bên chứa nước lớn cho thấy có những con cá bên trong learning area. Zookeeper display những cái con thú sống trong một khung cảnh như rừng mà những campers sẽ thấy trong tuần này. Và một loại rắn gọi là Indigo Snake đang quặn mình trong tay người giữ rắn. Và sau nữa là một con possum tên là Ken đang ăn cái cháo và đậu lima bean. Và những bức tường là cái loại mà movable, cho nên họ có thể thay đổi cho vừa cái kích thước của mỗi nhóm. Và theo lời của nhân viên sở thú thì khu vực mới này là khoảng 11.000 square feet, với đủ chỗ cho 6 classroom và nhiều cái mục và nhiều mục cho nhiều mục đích khác nhau. Và trên cao những cái cửa mở ra là những khu vực đá, và bên trên là cửa kiến và khoảng là 2.500 square foot cái deck. Và Remo Bass là giám đốc của The Zoo, Zoological Association Board of Directors. Đó là cái khu vực mới này sẽ giúp cho sở thú tiếp tục nhiệm vụ giáo dục thiên nhiên, một sự yêu thích cho thú rừng hoang dã và cho thế hệ tiếp nối. Ông Bass nói chúng tôi có thể serve cho con nít nhiều hơn. Chúng tôi có hàng trăm trẻ em trong waiting list mỗi một mùa hè, và bây giờ là đúng thời điểm đó. Sở thú đã offer một loạt nhiều program, kể cả Summer Zoo Camp, Zoo Kids School, Classes for Homeschoolers và Field Trip trong suốt niên học. Và theo Cathy Doris là Zoo Director of Education, là nói rằng có hơn 100.000 trẻ em đã làm cho sở thú đông nghẹt và đòi hỏi cho tăng thêm thú hoang và thiên nhiên căn cứ trên nền giáo dục. Những hình ảnh từ một Forward Zoo Media Release, một tuyên bố là The Education Center và những show được mở ra cho Summer Zoo Camp ghi danh đã tăng 45% kể từ năm 2018, và Zoo Preschool tăng thêm 30% trong 6 năm qua. Khu vực gọi là Education Science Center đầu tiên là Gloria Lupin Tension Education Center, đã mở ra năm 1994. Doris nói building không đủ sức chứa. Con nít tham gia Summer Zoo Camp tốn khoảng 50% thời giờ cho outdoor. Và Extra Indoor Space cung cấp cho New Learning Center sẽ cho các em một nơi trốn cái nắng của Texas. Và Doris nói một trong những cái chương trình đặc biệt cho trẻ em trong suốt niên học. Họ có thể là có 300 em và họ có thể có nguyên cả một trường học ở đây. Và ông Bass cho biết là construction bắt đầu cho khu Exploration and Learning Center trong tháng 2 vừa qua. Và họ nói họ cần những cái số tiền lớn của những người hảo tâm để hoàn thành cho đúng thời gian dự tính. Cô Nguyên. Xin thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có nói về phần tin liên quan đến những cửa hàng ăn uống mới tại khu vực sân bay Hobby. Thì sân bay Hobby của thành phố Houston đã có được những cửa hàng ăn uống thực phẩm mới sau khi họ kết thúc hai hợp đồng 20 năm với nhà hàng nổi tiếng Papa's, gây ra tranh cãi và một cuộc chiến pháp lý kéo dài. Cuộc chiến giữa công ty Papa's và các giới chức của thành phố được xem là đáng chú ý trong những năm gần đây. Nó kéo dài nhiều tháng giữa Papa's và chính quyền của ông cựu thị trưởng Sylvester Turner. Phía Papa's họ lập luận rằng việc liên tục trì hoãn và hủy đấu thầu đã đặt ra các câu hỏi về quá trình ra quyết định của thành phố.
và đồng thời họ cũng thuê những nhà vận động hành lang để gây ảnh hưởng đến các thành viên của hội đồng thành phố, yêu cầu để mà có sự thay đổi. Sau đó thì công ty Papa's họ đã khởi kiện thành phố Houston về việc rằng là những cái cáo buộc kể trên với lý do là thành phố đã không tuân thủ luật của tiểu bang và các quy tắc của thành phố trong quá trình ký hợp đồng. Mặc dù vậy đó thì Papa's đã thất bại trong cuộc đua pháp lý này, khiến họ mất cái hợp đồng để mà có được những cái cửa hàng bán đồ ăn trong sân bay Hopi. Vụ kiện cũng cáo buộc cựu trợ lý của ông Sylvester Turner là ông William Paul Thomas đã gọi điện thoại cho giám đốc điều hành của Papa's về thỏa thuận khi mà nó vẫn chưa được đưa ra đấu thầu. Đó là vi phạm quy định của thành phố. Sau đó thì ông William Paul Thomas cũng buộc phải nghỉ hưu sau khi đã nhận tội liên quan đến hối lộ trong một vụ án liên bang khác. Và quay trở lại thì thành phố Houston đã có những cái công ty bán đồ ăn mới ở khu vực sân bay Hobby là Areas và La Trelle, mang lại chi phí cao hơn, những cái doanh thu cao hơn cho thành phố với mức tăng từ 2.6 triệu Mỹ Kim từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 so với năm trước dưới thời công ty Papa's. Tuy nhiên, một số thành viên hội đồng thành phố đã nêu lên mối quan tâm về giai đoạn chuyển tiếp khi mà họ chỉ ra sự sụt giảm doanh số bán hàng tại các quán ăn mới này để mà thay thế cho thương hiệu Papa's vốn rất là nổi tiếng. Mặc dù doanh thu tăng tổng thể, nhưng mà hệ thống sân bay Hopi dự đoán đó là tổng số doanh thu của họ sẽ giảm khoảng 1 triệu rưỡi Mỹ Kim từ các nhượng bộ của sân bay Hopi trong năm tài chánh tiếp theo, bởi vì những cái quá trình ước tính chuyển đổi rất là thận trọng của sân bay. Các lựa chọn ăn uống mới bao gồm Velvet Taco, Pink's Pizza và The Rustic, trong khi các lựa chọn như là Wendy, Buffalo Wild Wing và Chick-fil vẫn còn đó. Bên cạnh đó thì công ty Rustic họ đang xây dựng một địa điểm mới của quán cà phê Starbucks tại sân bay Hobby. Quay trở lại với anh Quang Hưng. Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, là có hơn 4.000 người Mỹ sống tại miền Bắc Texas đã có mặt vào ngày hôm qua ngay tại lãnh sự quán của Mỹ Tây Cơ tại thành phố Dallas để mà bỏ phiếu trong một cuộc bỏ phiếu lịch sử của quốc gia này. Người ta đã đứng xếp hàng vào khoảng 3 giờ 30 sáng, các cử tri bao gồm những người già và toàn thể những cái gia đình con em của họ đến đây. Họ đã cắm trại ngay từ bên ngoài, ngồi trên ghế ăn buổi sáng và uống nước. Trong khi đó thì họ nói rằng đây là một cái cuộc tham dự gọi là Đảng Dân Chủ. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này có hai ứng cử viên hàng đầu đều là phụ nữ. Người thứ nhất là bà Claudia Sheinbaum, 61 tuổi, từ tỉnh Montana, là thuộc đảng cầm quyền hiện nay. Và người ta tiên đoán bà này sẽ thắng lớn trong sáng ngày hôm nay. Và người thứ nhì là bà Robert Govell, 61 tuổi, thuộc đảng Politico Action Nacional, viết tắt là PEM. Và một ứng cử viên đàn ông khác là ông George Ray Monji, thuộc tỉnh Munimito Cidadano. Mỹ Tây Cơ họ sẽ chọn một vị tổng thống mới và 628 thành viên trong quốc hội. Và trong suốt 32 tỉnh thì họ sẽ bầu lại 20.000 vị trí, và trong đó bao gồm có các dân biểu tại địa phương, các thị trưởng, các hội đồng thành phố và 9 tỉnh trưởng. Các cử tri họ cũng đưa ra một số cái vấn đề mà họ cho rằng họ quan tâm nhiều nhất, trước hết là những cái vụ bạo động tại Mỹ Tây Cơ cho tới đường xá, vấn đề di dân và tiền hưu trí dành cho các người lớn tuổi. Và đây cũng là lần đầu tiên mà người ta có thể đến tận nơi để bỏ phiếu trong cái cuộc bầu cử tổng thống tại một số những lãnh sự quán của Mỹ Tây Cơ được chọn lựa ở Hoa Kỳ, Canada, Tây Ban Nha và Pháp. Các cử tri thì họ có cơ hội để mà bỏ phiếu bằng thư tín cũng như là bằng điện tử. Lãnh sự quán tại thành phố Dallas vào ngày hôm qua đó mở cửa cho các cử tri vào lúc 9 giờ sáng và họ có 8 máy đếm phiếu bằng điện tử dành cho những người Mỹ sống tại miền Bắc Texas để mà họ có thể bỏ phiếu. Ngày hôm qua thì người ta đã đứng xếp hàng rồng rắn xung quanh cái tòa nhà lãnh sự quán và ngay
ở phía bên ngoài bãi đậu xe cũng đầy nghẹt. Một số vấn đề mà người ta lo nghĩ nhiều nhất đó là cái trường hợp số lượng cao những người bị mất tích, bị bắt cóc, bị tra tấn cũng như là bị bắn trong cái lúc mà họ di chuyển từ Hoa Kỳ sang Mỹ Tây Cơ, đã buộc rất nhiều những người gốc Mỹ Tây Cơ khi mà di chuyển trở về quê nhà của họ bằng máy bay và họ phải đi theo từng đoàn. Theo như là chính phủ liên bang của Mỹ Tây Cơ, hiện nay có khoảng chừng 99.729 người vẫn còn bị mất tích tại quốc gia này và vẫn chưa được tìm thấy. Tại tỉnh Tamaulipas không thôi là cái tỉnh ráp danh với lại thành phố Laredo của tiểu bang Texas. Tại nơi đây có rất nhiều gia đình đã lái xe đi qua phía bên Mỹ Tây Cơ và có tới 13.012 người hiện nay mất tích, vẫn còn mất tích kể từ tháng Giêng vừa qua. Anh Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa.